Dạ con chào bác ạ. À. Con tên là Trần Thị Kim Truyền, quê ở Phú Cường, cái Đại Tiền Giang ạ. Xin hỏi bác một số câu, xin bác giải đáp đi giúp con để con được gõ thông ạ. Cháu hỏi đi, bác trả lời. Dạ. Câu thứ nhất ạ. Muốn một quốc gia mạnh thì dân phải như thế nào thì quốc gia mới được mạnh thưa bác? Một quốc gia mạnh thì quốc gia trí của dân tộc nó phải xuất khuôn. Thứ nhất đừng có mê tín thì quốc gia nó sẽ hùng cường. À, quốc gia mạnh, con người phải khôn và đừng mê tín thì quốc gia đó sẽ hùng cường. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo ạ. Lý do gì mà quốc gia yếu vậy thưa bác? Quốc gia yếu là dân tộc đó mê tín nhiều quá, nghe ai nói gì cũng tin, nghe ai biểu lại cũng lại, ai cũng cầu xin người ta thì quốc gia đã sẽ yếu thiếu. Vì thế Bác Hồ có nói là đừng có dựa dẫm vào thần thánh mà làm cái con người nó khiếp nhược. Thấy không? Mình phải căn cứ vào lời lãnh đạo của quốc gia nói. Nếu mình kêu bằng khiếp nhược thì quốc gia sẽ yếu. Yếu thì dễ mất nước lắm. Nói cho con biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin hỏi bác câu thứ ba. Thưa bác, toàn dân mà không ai mê tín dị đoan thì quốc gia đó sẽ như thế nào vậy ạ? À? Toàn dân mà không mê tín gì đâu thì quốc gia đó sẽ hùng cường. Thấy không? Làm cái gì cũng thành công hết được. Bởi vì nếu mà trường họ mà quốc gia đó mà nhiều người mê tín quá thì quốc gia yếu đuối lắm. Thấy không? Bởi vì cứ chúi đầu vào trong cái mê tín gì đó thì làm sao còn ai lo cho quốc gia? Cứ lo cho thần thánh không thì làm sao được? Thấy không? Vì thế mà quốc gia mà hùng cường thì quốc gia nhân dân đó không mê tín gì đâu thì mới quốc gia mới hùng cường được. Rồi cho tiếp đi. Hiện nay thì dân tộc Việt Nam có quá nhiều người mê tín dị đoan, muốn cho những người này không mê tín dị đoan nữa thì phải làm sao vậy thưa bác? Thứ nhất thì mới nâng cao cái tầm hiểu biết của con người lên. Bằng cái gì? Bây giờ nói gì đâu, mê tín dị đoan này là nó nằm ở trong cái tôn giáo. Tôn giáo nào mà suối người ta mê tín thì dân tộc mình sẽ yếu hèn. Vì thế mà nên tìm cái giáo lý của cái đạo nào đó mà dạy người ta bằng sự thật trái đất này thì cho xuất bản cái quyển giáo lý này phá cho toàn dân biết thì dân tộc nó hoàn toàn không mê tín. Nhớ phải tìm được cái quyển giáo lý nào mà dạy bằng khoa học thì nên cho xuất bản cái quyển này. Còn cái quyển mà xuất bản về mê tín, về thần thánh thôi đừng dẹp đi, phải xuất bản bằng cái quyển mà khoa học thì người dân Việt Nam đọc không ai mê tín hết thì quốc gia nó sẽ hùng cường tốt đẹp thêm. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo ạ. Khi còn sống thì Bác Hồ thường xuyên dạy là dân tốt thì quốc gia yếu, dân tộc có khiếm nhược thì quốc gia mất, dân nghe ai nói gì cũng tin thì dân tộc đó làm nô lệ cho người khác. Vậy muốn cho toàn dân không làm những chuyện nói trên thì phải làm sao vậy thưa bác? Muốn cho toàn dân đừng làm những cái chuyện mê tín, đừng dốt nát thì trước nhất phải tìm cho được cái quyển giáo lý của cái đạo Phật khoa học cho toàn dân đọc. Toàn dân mà đọc được cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học này này thì ai cũng khôn ngoan hết, ai cũng sống thời đại 4.0 hết, không có còn chuyện mê tín gì đâu. Mê tín dị đoan là nó đưa đến dân tộc Việt Nam mình khiếp nhược và mất nước, là cái chỗ này. Thấy không? Dân tộc khôn thì không thể mất nước được. Dân tộc dạy thì nước mất dễ như chơi. Còn hiểu được cái nguyên lý này nó là vậy đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin hỏi câu số 6 ạ. Cái tín ngưỡng đúng thì phải tín ngưỡng như thế nào vậy ạ? Tín ngưỡng đúng thì làm cái gì cũng đúng theo quy luật vật lý và thứ hai đúng theo khoa học và thực tế. Nếu tín ngưỡng đúng trên thế gian này nó có tín ngưỡng đúng và tín ngưỡng sai chứ không phải là không. Nhưng mà tín ngưỡng đúng là này là phải bằng khoa học là tín ngưỡng đúng. Tín ngưỡng sai là gì? Tín ngưỡng mù mờ gọi là tín ngưỡng sai, không thực tế, nghĩa là không có cho người ta hỏi tự do về cái tín ngưỡng này nữa. Tín ngưỡng nào mà cho người ta hỏi tự do thì tín ngưỡng đó là đúng. Còn tín ngưỡng mà không cho người ta hỏi tự do là tín ngưỡng sai. Phải hiểu được cái căn bản này thì mới tín ngưỡng mới đúng được.
Rồi cho hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu số 7 ạ. Hiện nay có ông Trần Tâm tuyên bố ổng là Ngọc Hoàng, có đúng sự thật không thưa bác? Cái câu chuyện này nếu mà ổng tuyên bố thời kỳ Đồ Đồng thì được, còn thời Nguyên Tử này tuyên bố cái này là ổng nó xin lỗi ổng á, không điên là cũng khùng. Cái thời này làm gì Ngọc Hoàng ở đây? Ngọc Hoàng ở đâu? Ngọc Hoàng là ở trên trời, làm sao dám xuống thế gian này? Thế gian này, thế giới này gọi là thế giới vật chất âm dương. Xuống đây ông, nếu gật ông cũng chết luôn. Mình nói Ngọc Hoàng bởi vì nếu mình nói về thời kỳ Đồ Đồng, Đồ Đá thì được. Thời Nguyên Tử 4.0 này nói cái chuyện đó là nói với mấy cái ông cái đi lừa người thôi, làm gì có cái chuyện Ngọc Hoàng xuống đây, thấy không? Nghe cái đó thôi, bỏ đi. Coi mấy ông đó đây, nếu đúng mấy người mà bác sĩ nên đưa ông vô nhà thương ấy, trị cái bệnh đi. Để bệnh nói tào lao, thấy không? Ngọc Hoàng làm gì xuống thế giới vật lý này, dám xuống không? Thế giới này là thế giới vật chất. Đó, vô đây mà không có vật chất là ông cũng chết luôn. Chứ đừng có nói Ngọc Hoàng không dám xuống đây đâu. Nói thiệt, Ngọc Hoàng không khi nào dám xuống cái trái đất này. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Vậy ông Tần Tâm này là ai ở trái đất này vậy ạ? Ông Trần Tâm này là Thánh Thừa Hành. Ông là Thánh Thừa Hành đó. Chứ Thánh mà Thánh có đẳng cấp không dám nói cái này. Thánh Thừa Hành thôi. Thì cháu được tu Thiền Tông cho biết Thánh Thừa Hành ở đẳng cấp nào và ai. Cháu về cháu nghiên cứu lại cái này. Trên mạng thiền tông.com đã nói rất nhiều về Thánh Thừa Hành này, thấy không? Đó, chứ còn mày đây bây giờ bác cũng không nói rõ được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu số 9 ạ. Thánh Chúa Thế Giới là ai thưa bác? Ở trên trái đất này nè, cái là Thánh Chúa đó, nó có 5 cái đẳng cấp. Thánh Chúa Thế Giới là cái người mà Thánh trùm ở thế giới này, cái lãnh đạo của cái thế giới này là Thánh Chúa Thế Giới. Thánh Chúa đi bất cứ đâu trên thế giới này và quốc gia nào cũng được, thấy không? Gọi là Thánh Chúa Thế Giới là người lãnh đạo về Thánh của trái đất này, gọi là Thánh Chúa Thế Giới. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu hỏi câu số 11 ạ. Ông Trần Tâm xưng mình là Ngọc Hoàng, có đúng sự thật không thưa bác? Nó đúng, Ngọc Hoàng, cái này, Ngọc Hoàng ta không ở đây đâu. Ông Trần Tâm là cái này, cái gì, là cái đó là cái người mà gọi là Thánh xưng. Mấy người ở trên đại đất này có vị Thánh, mà Thánh đi bất cứ đâu thì muốn nói gì nói, muốn xưng gì xưng. Ông Trần Tâm làm cái dạng Thánh xưng, chứ không phải là Thánh thật. Thánh thật nó khác. Trong trái đất này có hai cái là Thánh. Thánh thiệt là Thánh thật. Thánh thiệt là xưng thiệt, xưng ra tôi là thiệt. Với sự thật, Thánh thật không phải vậy. Thánh thật nó có, trái đất này có Thánh thật. Thánh thật là cái Thánh rõ ràng, có nằm ở trong cái quy luật của vật lý này. Còn Thánh thiệt là Thánh tự xưng. Mà do cái ông Thánh mà cái ông Thánh Thừa Hành đó, ông đổi lớp, ông xưng vậy thôi. Chứ làm gì trái đất này Ngọc Hoàng không thể vô ở trái đất này được, không dám xuống trái đất này luôn, chứ đừng có nói gì. Vô trái đất thì nó đốt cháy ổng liền á. Thấy không? Ổng là cái cõi trời dòng hai của tam giới, bằng điện từ âm dương năm màu sắc. Không thể chịu nổi cái điện từ âm dương mà nó hút của cái vật lý được, vật lý của cái nhân quả được. Nó rất mạnh. Con suy nghĩ nè, trái đất nó bao nhiêu tấn, bao nhiêu tỷ tỷ tấn mà nó còn kéo đi gì chơi, không ngờ Hoàng dám xuống đây không? Thấy không? Vô đây chịu không nổi. Mà muốn vô đây phải vô bằng trung ấm thân thì được. Bỏ cái lớp Ngọc Hoàng đi, rồi vô đây làm con người, mang trung ấm thân làm con người thì được. Chứ Ngọc Hoàng nó mang cái điện từ âm dương, cái thân của điện từ âm dương năm màu sắc mà vô đây nó nghiền nát liền, chịu không nổi đâu. Thấy không? Ông Trần Tâm không hiểu cái quy luật này. Thì ông nói chuyện, nói xin lỗi, nói để cho mấy người khờ họ nghe thôi, chứ làm sao mấy trí thức làm sao nghe cái chuyện này. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Hiện nay có quá nhiều người mê tín, làm sao những người này không mê tín nữa vậy thưa bác? Không mê tín nữa thì bây giờ nhà nước có bổn phận là
phổ biến ra cái gì là sự thật trái đất này, cái gì là mê tín, cái gì là chân thật, thì nhà nước phải phổ biến này ra cho toàn dân biết, thì toàn dân không mê tín. Thấy không? Cái phần này là do Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa phải có cái nhiệm vụ này. Thấy không? Bởi vì mình cho toàn dân biết rằng ở trái đất này, cái này là mê tín, này là chánh tín rồi, thì không ai mê tín. Tại vì hiện giờ không có cái chương trình này lấp la lấp lửng, thành ra ai nói gì cũng nghe. Thứ nhất là mấy cái ông lừa đảo nói người ta nghe, chết là chết cái chỗ này. Mà cái này thì nếu nhà nước có cái văn bản rõ ràng giải thích chữ này mê tín, chữ này chánh tín rồi, phát cho toàn dân biết, khỏi cần nói cái gì hết đó. Ta nhìn thấy ta biết rồi thôi, ta không mê tín nữa, cái vậy thôi. Mà nhà nước cũng khỏe, nhà nước chỉ tốn cái tờ giấy thôi, hoặc là phát trên mạng TV á, cái này mê tín này, chánh tín này, nhiều đó thôi, thấy không? Thì toàn dân đã ai mê tín nữa đâu. Trong vòng một ngày dẹp cái mê tín luôn, trong vòng một ngày thôi. Nếu nhà nước tham gia vào, trong vòng một ngày mê tín trên trái đất này không còn nữa, trong quốc gia này không còn có chuyện mê tín nữa. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu số 13. Ở Việt Nam, cơ quan nào chịu trách nhiệm dẹp mê tín vậy ạ? Chịu trách nhiệm dẹp mê tín thì cơ quan văn hóa. Vì đây là cái văn hóa để ta phổ biến cho toàn dân biết mà. Cái nào là mê tín, nào chánh tín ta biết. Này là cơ quan văn hóa. Mà trung ương đó là Bộ Văn hóa Giáo dục. Còn ở địa phương là cái ban văn hóa của phường xã lo chuyện thế này. Thấy không? Thì nếu mà muốn dẹp cái này thì phải đi cái hệ thống này. Bây giờ nói thiệt, cái thời đại văn minh rồi, nói chừng 5 phút sau cả trái đất biết hết. Thì đưa lên cái TV, lên cái mạng rồi la chừng một bữa thôi. Một ngày, ngày trước mê tín, ngày sau chánh tín hết. Rất đơn giản là do Bộ Văn hóa lo cái chuyện này. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, xin bác phân tích mê tín là gì ạ? Chữ mê là sai lầm, cái tín là tin sai. Ha. Mê tín gọi là tin sai sự thật, gọi là mê tín. Thí dụ, tu để lên trời giải thoát sai là mê tín. Muốn giải thoát phải tu khác, chứ không phải tu lên trời là giải thoát. Lên trời là đi hưởng phước. Ha. Tu lên trời gọi là tu hưởng phước. Chứ mà nếu mà tu lên trời để giải thoát là sai. Giải thoát lên trời làm sao giải thoát được? Giải thoát đi ra ngoài cái quy luật này nè, qua được cái ra trái đất và ra khỏi cái trời luôn thì mới gọi là giải thoát. Còn nếu mình nói không đúng gọi là mê tín. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ. Cháu xin hỏi câu số 15 ạ. Dạ, tôn giáo là gì thưa bác? Tôn là cái lời tôn kính, giáo là cái lời dạy của một vị mình tôn kính, gọi là tôn giáo. Thấy không? Mình tôn kính cái ông nào ông nói gì đó, ông dạy cái giáo điều gì đó mà mình kính trọng ông rồi, thì cái người đó thuộc về tôn giáo. Thấy không? Mà thường thường tôn giáo nó có lập cái ngôi, ba ngôi, ngôi trời rồi hai người ở trái đất này, gọi là tôn giáo. Mà nói thẳng ra Thượng Đế và Thánh Thần. Tất cứ cái tôn giáo nào mà nó có một Thượng Đế, hai Thánh Thần, đó thuộc gì? Xếp vào tôn giáo. Còn nếu mà không có cái ngôi trên thì gọi là tín ngưỡng thôi, chứ không được xếp vào tôn giáo hoặc là cái đạo giáo thôi. Cái đạo giáo là mình tu mình được cái gì ở trái đất này gọi là đạo giáo. Còn tôn giáo, ngôi thứ nhất phải Thượng Đế, rồi cái ngôi thứ hai là Thừa Hành, con Thượng Đế đứng ra dạy cái này. Rồi cái hai ông phụ tá là Thánh Thần. Nếu đúng cái ngầu nó có đó là Thượng Đế, con Thượng Đế và Thánh Thần, gọi là tôn giáo. Nếu cái đạo nào có tổ chức vậy, cái đạo đó mới đúng là tôn giáo đó. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Cháu cảm ơn bác ạ. Bác xin hỏi câu số 16 ạ. Người tu theo tôn giáo tu để được cái gì thưa bác? Tôn giáo gì, con lặp lại. Dạ, người theo tôn giáo tu để được gì ạ? Theo tôn giáo tu, dạ, để được cái gì? Dạ.
tôn giáo tu được lên thiên đàng. Mình tu theo tôn giáo là thường được lên thiên đàng. Nghe không? Thiên đàng hưởng sung sướng. Tất cả tôn giáo đều dạy để người ta lên thiên đàng. Lên thiên, thiên là trời, đàng là đường trên trời, lên sống trên đường trên trời ấy, gọi là tu cho hưởng phước ở trên đó đó. Nghe không? Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ. Câu tiếp theo ạ. Thiên đàng ở đâu trong tam giới này thưa bác? Ở trong tam giới này nó có bốn cái bầu hoàng đạo. Ở trái đất này con đường đẹp gọi là địa đàng. Con đường mà nó đẹp á, giống như đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn á, hàng năm người ta có làm cái địa, cái đường đẹp á gọi là địa đàng. Còn trên trời cái đường nào mà nó có bông hoa cây trái mà nó đẹp nhất thì đường đó gọi là thiên đàng. Ở trên trời cái đàng, cái đường trên trời gọi là thiên đàng, có nghĩa con đường rất đẹp ở trên trời. Còn con đường rất đẹp ở dưới trái đất gọi là địa đàng. Hay không, phải hiểu hai nguyên tắc này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ. Cháu xin hỏi câu số 18 ạ. Tuổi thọ của vòng hai tam giới là bao lâu ạ? Tuổi thọ mà cái vị trời sống ở trên vòng hai tam giới 1000 năm, cao nhất là 1000 năm, mà thấp nhất 10 năm. Giống như mình ở đây nè, cao nhất 100 năm, thấp nhất mới đẻ ra chết. Cái vậy ở trên cũng vậy, tùy theo lên đó, tùy theo cái phước. Ví dụ còn ở đây mà con hưởng được cái phước vô lượng của trời dòng hai tam giới đó, con hưởng đủ thì 1000 năm. Còn con có 80%, con có 80 tuổi, 80-800 năm thôi, thấy không? Còn có 60 thì sống 600 tuổi, có vậy thôi. Nó tùy theo cái phước của mình sống ở đó. Giống như ở thế gian này con đi du lịch, tôi đi 1 tháng về, tôi đóng đi qua chỗ đó 1 tháng, thì 1 tháng về, tôi đóng 10 ngày thì 10 ngày về. Đó. Thì cái tuổi thọ nó không có ấn định là bao nhiêu, nhưng mà cao nhất là 1000 năm, thấp nhất 1 ngày, đi chơi 1 ngày về. Đó là vậy đó. Rồi hỏi tiếp đi. Cháu cảm ơn bác ạ. Câu hỏi tiếp theo. Người bố thí mà không tu theo đạo nào, sau khi chết đi về đâu thưa bác? Bố thí mà không theo đạo nào thì nữa trở về dòng tộc làm người giàu. Thấy không? Ở trong dòng tộc hơi hợp. Bây giờ cái đời này thí dụ con có tuổi giàu của con có 10 lượng vàng mà con bố thí nữa, đời sau con được 100 lượng. Bố thí mà không theo đạo thì là phải ở trong dòng họ để tái sanh làm người khá hơn, tùy theo cái bố thí của mình. Bố thiếu nhiều thì giàu nhiều, bố thí ít thì giàu ít, có vậy thôi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu hỏi câu số 20 ạ. Người sống mà không tu theo đạo nào, sau khi chết sẽ đi về đâu ạ? Sống mà không tu theo đạo nào thì cứ ở dòng họ hoài. Thấy không? Cứ trong cái dòng họ, cứ luân chuyển trong dòng họ hoài. Đó, còn nếu mà mình có tạo phước thì đi lên, còn nếu mình tạo ác đi xuống, còn để tạo công đức về. Thế giới này nè, nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo người về vô sanh. Con muốn đi đâu? Hai đường. Muốn ở trong luân hồi thì làm theo của luân hồi, muốn về Phật giới làm theo đường về Phật giới. Đó, chứ chỉ đơn giản thôi. Con hỏi tiếp đi. Dạ. Cái tinh hoa đạo Phật ra đời, cớ sao có thầy cúng không chấp nhận mà cho là của bọn ma vương vậy thưa bác? Thầy cúng là gì? Là sư phụ của mấy ông cô hồn. Còn cái đạo Phật, khoa học nó ra đời là nó nói bằng khoa học, ông làm ở đó là nữa thì theo cô hồn đó. Chỉ rõ vậy thì nó tức, nó chửi thôi. Bởi vì từ xưa tới giờ không ai hiểu cái đạo, cái thế giới này là tổ chức như thế nào. Rồi mấy ông thầy cúng mới lên chân, mới cúng là chánh pháp. Ai về bây giờ thiền tông nó ra đời, nó anh cúng là bạn với là sư phụ của cô hồn đó. Thì anh chơi với cô hồn là nữa là anh đạo gì? Đạo rậu tà. Mình nói vậy là ông chửi mình. À, chứ đâu có khác gì đâu. Có nghĩa là thiền tông nó ra đời, nó nói bằng sự thật. Những ông nào mà ham tiền, ham danh, ham lợi thì được chửi cái thiền tông này hết.
chữ cho nó ma dương tà đạo quỷ quái gì đó, thấy không? Rồi, cho hỏi tiếp đi. Người sống mà không tu theo đạo nào sau khi chết sẽ đi về đâu ạ? Sống mà không tu theo đạo nào thì chết thì ở cái dòng tộc hoài, cứ quanh quẩn trong dòng tộc hoài, thấy không? Nhân quả trong dòng tộc, trong dòng họ, thấy không? Ví dụ là trong cái dòng họ mình á, thì nếu mà trong cái dòng họ mình là nói về cái, nói về cái một họ, thì ví dụ con họ Nguyễn thì cứ đầu thai vào con họ Nguyễn hoài. Còn nếu mà trong cái họ tộc nó nhiều lắm mà, họ tộc nó chín đời lận chứ, nó là, gọi là cửu quyền chín đời, thì con luôn hồi trong cái chín cái dòng họ này nè, để mà làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng con cái, và cứ liên tục luân chuyển ra trong cái dòng họ với trong cái họ tộc thôi, thấy không? Còn nếu mà mình tu thì bắt buộc mình phải chấp nhận lìa dòng tộc dòng họ đó. Lên trời làm sao còn dòng họ nữa, chừng nào chết mới trở lại, còn xuống địa ngục làm sao ở dòng họ được, thấy không? Tu thì phải hai đường đi, một lên trời, hai xuống địa ngục hoặc làm thực vật vậy đó. Còn nếu mình không tu mà mình không tạo cái gì thì cứ ở trong cái họ tộc hoài, để làm vợ chồng con cháu nhau hoài. Còn tu, còn muốn giải thoát thì phải đi qua cái công thức khác. Cái công thức này duy nhất chỉ có Thiền Tông mới nói ra thôi. Còn cái giải thoát này không, ngoài Thiền Tông là không ai biết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu tiếp theo ạ. Tinh Hoa Đạo Phật ra đời, cớ sao có thầy cúng không chấp nhận mà cho là của bọn ma vương vậy thưa bác? Tinh Hoa Đạo Phật ra đời là nói bằng sự thật. Nói anh cúng đây là anh cúng của hồn đó. Anh nữa anh cúng riết rồi làm sư phụ của hồn luôn đó. Thấy không? Nên nó ghét, nó chửi mình rồi thôi. Nó tưởng đâu đây là nói đúng, là cái nghề cúng là cái nghề của người ta kiếm tiền. Nhưng mà còn cái nhân quả ta không cần. Mấy ông thầy cúng không sợ nhân quả. Bây giờ có tiền sướng hơn thôi, còn cái chuyện nữa tôi làm gì, chuyện của tôi không sợ. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông ra đời, nó, mấy ông này chửi là vậy, nguyên tắc nó vậy. Thế giới này người ta đang hành nghề mà anh phá cái nghề của người ta chửi, đúng rồi. Ông Phật còn không dám nói cái chuyện này cho mấy ông thầy cúng nghe luôn á. Thấy không? Đời ông Phật, hồi Đức Phật còn sống bao nhiêu thầy cúng, nó chửi ông nó trên mạng. Bởi vì thế mà ông Phật vừa mất rồi nó dẹp đi cái đạo Phật liền. Ở bên nước Ca Tỳ La Vệ nó dẹp liền. Nó đưa cái đạo Hindu lên, đạo thần lên rồi. Thấy không? Vì thế mà cái, tất cả cái gì mà bằng sự thật nó dẹp hết. Vì thế mà mấy cái ông thầy cúng chửi là phải rồi. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu số 22 ạ. Muốn tinh hoa của đạo Phật được chấp nhận thì phải làm sao vậy ạ? Tinh hoa đạo Phật muốn chấp nhận khó lắm. Trong thế giới dông bão này không có thể một cái cành hoa nở được. Vừa mới nở ra thổi bay liền, không có được. Hy hữu lắm. Nói thiệt con, mấy đời Phật về trước không có thể nói được cái chuyện này đâu. Mà bây giờ cái đạo Phật nói là được một phần rất mừng. Chứ sự thật nó không có thể, cái Thiền Tông không thể tồn tại trong thế giới tiền bạc được. Không tồn tại trong cái thế giới vật lý. Thiền Tông nó phá mà. Thì làm sao tồn tại được. Vì thế mà mình nói được ngày nào hay ngày nấy thôi. Thấy không? Đừng có lo cái này, đừng có buồn. Bây giờ ai muốn giải thoát cóp lấy cái này, cố gắng làm sao giáo lý nó ra đời thì mỗi người kiếm một quyển về để dành nó photo cho người ta, thì mình sẽ biết được cái công thức nó về thôi. Mà mình đã tạo được công đức rồi, vì thế mà trong kinh thường nói là đức trọng quỷ thần kinh. Công đức mà con có rồi, quỷ thần không thực thi nhân quả con được, cho con về. Thần thì không thực thi nhân quả, cho tự dễ về. Thánh thôi, tôi chào sư phụ, tôi không dám quậy sư phụ nữa, nghe không? Phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu số 22 ạ. Muốn tinh hoa của đạo Phật được chấp nhận thì phải làm sao vậy thưa bác? Cái này thì con mơ ước về, chứ sự thật không, tinh hoa đạo Phật không thể ai chấp nhận được.
Bởi vì cái thế giới này là thế giới tiền bạc, mà con bây giờ con nói cái tin qua ra là cái tin bạc ta nói bằng sự thật, phải làm sao ai chấp nhận được, nghe không? Thì không thể nào ai chấp nhận được cái điều này. Nhưng mà đều dân tộc Việt Nam mình 100 triệu, cao lắm là 1% người chấp nhận thôi, không có nhiều hơn nhiều đâu, nghe không? Mà 1% người này thì cơ may mới trở về Phật giới được thôi. 1% này thì cũng mong rằng vậy thôi. Chứ sự thật đạo Phật công bố, thiền tông ra đời mà nó công bố ra thì không có ham vọng nhiều, mà chỉ cứu vớt một phần nhỏ con người trở về Phật giới thôi, có vậy thôi chứ không có tham vọng. Không muốn cho cái Phật, cái đạo Phật khoa học này tồn tại luôn á, là gì có ai chịu đâu. Bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu mất rồi, dẹp liền, không có chùa thứ hai nào đảm đang nổi cái chuyện này đâu, thấy không? Vì thế giới này là thế giới vật chất kim tiền, thế giới danh lợi và địa vị, không ai chấp nhận cái này đâu. Thành ra bây giờ còn được mới được ba năm thì cũng ráng mừng đi, thì được năm nào hay năm đấy. Giờ con hỏi tiếp đi. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu thấy pháp môn thiền tông học này bác phổ biến ra không ai chấp nhận, vậy bác phải làm sao vậy thưa bác? Vì thế giới này là thế giới vật chất, tôi nên nhớ rằng làm cái gì phải tiền bạc, mà bây giờ nó xóa mà. Ông Phật biểu buông, con suy nghĩ rồi, buông tất cả, rồi làm sao? Cắt cái chùa, không cho dính cái chùa đó, làm sao? Ai dạy cắt chùa? Vì thế mà khó cái chỗ này lắm. Thành ra cái đạo Phật mà bằng nói bằng khoa học, không ai chấp nhận. Vì thế gian là tại sao người ta thế gian? Thế gian là cái thế giới này lừa đảo nhau, gian manh lừa đảo nhau. Không có thể chấp nhận cho cái anh thiệt tình này ra đâu. Thấy không? Thì bác nói cho con nghe thôi, chứ đi sâu vào này không dám nói đâu. Đâu, cháu hỏi câu khác đi. Dạ, cháu hỏi câu tiếp theo ạ. Tại sao các vị tiến sĩ Phật học mà lại không biết pháp môn thiền tông của Đức Phật dạy thưa bác? Tiến sĩ Phật học là gì? Là cái ông học ngữ, cái học kinh sách, vật lý. Còn cái thiền tông là nó biết truyền, đặc biệt truyền riêng, bí mật truyền đi, ai biết. Vì sao mà ông tiến sĩ giờ 10 cái bằng cũng không biết nữa. Tiến sĩ là người ta học ngữ trên cái kinh điển vật chất, vật lý đàng hoàng. Còn cái này nó đặc biệt truyền đi trong không gian. Từ ông Thích Ca mà truyền cho đến khi nào Long Nữ nhận được mới mã hóa ra tất cả những cái gì Đức Phật dạy, có ai biết? Thích Ca biết, Long Nữ biết, để là cái chùa Tân Diệu tôi có bổn phận phải nói ra thôi, có vậy thôi. Ngoài ra không có người thứ tư biết. Ông Thích Ca biết, Long Nữ biết, tôi biết, người thứ tư không biết. Người thứ tư biết là sau khi tôi phổ biến ra, người thứ tư mới biết. Vì thế nó rất khó có chỗ này nè. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Con cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu số 24. Bác phổ biến tinh hoa đạo Phật ra, cớ sao quá nhiều thầy chửi bác là dạy đạo tà thưa bác? Bởi vì cái thế gian này, cái thế giới này là cái thế vật chất. Bác phổ biến bằng sự thật. Bây giờ con đi buôn bán cái đồ giả đi. Có người khám phá ra nói con bán đồ giả, con có chửi ra không? Bắt buộc phải chửi. Bây giờ đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, mà có ai mà dạy chữ giác ngộ giải thoát không? Hoàn toàn không có. Mà bây giờ người ta dạy gì giác ngộ giải thoát là chửi là đúng rồi. Có nghĩa là từ ngày xưa giờ không ai biết chữ giải thoát là cái gì, mà bây giờ có người chửi. Mà người đó không phải là ông thầy tu, nó mới chết, nó mới chửi mạnh đó. Ông thầy tu còn ráng nể ông chút, cho còn cái người không phải thầy tu nói cái này là chửi tàn sát luôn, thấy không? Vì thế mà có chuyện mà người ta đòi cướp chùa rồi dẹp cái đây cái đấy mạnh. Nhưng mà nhờ á, cũng nhờ là nhờ luật pháp xã hội chủ nghĩa cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Chứ nếu mà nhà nước không cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo là nó dẹp mất cái chùa này trong vòng 5 phút thôi, thấy không? Phải hiểu như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi câu tiếp theo ạ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm bác không cho phổ biến pháp môn đạo Phật, khoa học thiền tông ra, còn chính quyền có cấm bác không vậy thưa bác?
chính quyền người ta cho tự do tôn giáo thì thôi ta cấm, giáo hội cấm thôi, chứ chính quyền nói ra nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, đừng có làm hại an ninh quốc gia thôi, đừng có tổn hại môi trường thôi, chứ nói gì tôn giáo thì tự do, thì nhà nước làm sao cấm được. Vì thế mà nhà nước không cấm thì chùa Tân Diệu mới tồn tại, mới sinh hoạt hàng tuần. Chứ nếu mà không có, nếu nhà nước cấm thì làm sao mình sinh hoạt được, thấy không? Thôi cũng cảm ơn nhà nước xã hội chủ nghĩa đi. Nhà nước tư bản bảo đảm cái chùa Tân Diệu dẹp liền, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chùa Tân Diệu còn sống. Nói cho con biết, nếu nhà nước tư bản dẹp mất liền, thấy không? Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì cái chùa Tân Diệu còn, thì cũng mừng đi, thì cảm ơn nhà nước xã hội chủ nghĩa đi. Không có nhà nước xã hội chủ nghĩa thì cái đạo Phật Khoa Học Tiền Tông không công bố ra được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu số 27 ạ. Đạo nào cũng có giáo lý, còn đạo Phật có giáo lý vậy không thưa bác? Đạo nào cũng có mà, đạo Phật, bởi vì đạo Phật nó có tới về vật lý, nó có nó nằm cái quyển giáo lý của vật lý. Và còn cái Thiền Tông nó thêm 3 cái quyển nữa là 8 quyển. Đạo Phật nói chung, nếu đạo Phật nói chung thì 8 quyển, còn nói riêng về vật lý có 5 quyển. Ai muốn tu cái gì thì phải tìm cái quyển giáo lý đó mà tu thì mới không sai. Còn nếu mà tu mà không có quyển giáo lý thì hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai thì người ta nói sao? Nói người ta nói mình tu mù á. Tu mà không biết gì đó gọi là tu mù, phải không? Thì bác xác nhận là đạo Phật có 8 quyển giáo lý, 5 quyển vật lý và 3 quyển phi vật lý. Đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ. Cháu xin hỏi câu tiếp theo ạ. Đạo Phật thì có 6 pháp môn tu, cớ sao có đến 8 quyển giáo lý, sao vậy ạ? Thưa bác. Đạo Phật thì 6 pháp môn tu thì nó có 6 quyển. Nhưng mà đặc biệt cái quyển số 6 đó là cái quyển Đạo Phật Thiền Tông. Nó chia ra thêm 2 quyển nữa. Để chi? Cái quyển thứ nhất của Thiền Tông là nó viết ra để cho cái kẻ mà tham danh tham lợi nó ăn cướp đi. Nó lấy nó đem về làm riêng của nó. Nó lấy đã rồi nó không thấy gì thì cái quyển thứ hai thì sẽ xuất bản ra, là cái quyển Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam sẽ xuất bản ra. Đó, thì cái quyển này nó sẽ lưu hành trong nước Việt Nam. Còn cái quyển mà thứ ba của Thiền Tông là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam đặc biệt, quyển này không xuất bản được. Vì cái quyển này nó nói ra là nó trắng ra sự thật hết, thì trên thế giới này các tôn giáo không đồng ý. Vì thế mà cái quyển này Đức Phật cấm tuyệt đối không cho ra. Còn nếu người nào muốn ra thì phải làm cam kết với chính quyền rằng tôi sẽ lấy được, thì bác sẽ giao cho cái quyển số 8 này. Thấy không? Mà phải có chính quyền làm chứng à. Ông xuất bản ra có chuyện gì thì ông phải chịu trách nhiệm, thì tôi bắt đưa cho. Ai gan thì có biên bản bàn giao rằng giờ chịu trách nhiệm về cái quyển số 8 này nè. Thấy không? Nó có lý do đó. Vì vậy Đạo Phật nó phải 8 cái quyển là nó vậy. Cái quyển số 8 nó hoàn toàn không ai dám nhúc nhích tới. Còn ai gan nhúc nhích tới thì lại ở đây mời đi rồi chính quyền làm chứng, thấy không? Rồi biên bản rồi có công chứng viên lập biên bản xong rồi thì giao cho. Nhưng mà giao phải xuất bản à, chứ không phải giao rồi đem dục không được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu số 29 là lời nguyền của Ma Vương như thế nào đối với pháp môn Thiền Tông học này vậy thưa bác? Nguyên văn cái câu này nè, khi mà Đức Phật dạy cái pháp môn này nó phá ông không được thì nó có lời nguyền này: Cổ Đàm, khi mà ông về Phật giới là cái pháp môn Thiền Tông là ông đừng có mong mà phổ biến ra, phổ biến vật lý nó cho vào cái Thiền Tông nó không cho. Về Thiền Tông là sao? Thiền Tông kêu con người ta về, trở về. Còn cái tất cả quyển kia là kêu ta ở lại đây thì nó cho, nó đúng với nó, thấy không? Khi mà ông mất, ông về Phật giới rồi, tất cả người tu theo ông, ăn mặc theo ông, cái sự thật tu ta dạy không? Theo ta hết, không nào mà không nào mà dạy giải thoát ông đâu. Đừng có mong, nó thề nguyền vậy đó. Vì thế mà Ma Vương nó thề nguyền rất độc lắm chứ mấy. Vì thế mà cái pháp môn Thiền Tông này nè, mấy ngàn năm ông Phật không dám đưa ra. Cái đi vòng 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 để 2000
Khi mà ông mất có 2561 năm mới cho công bố ra. Mà công bố ra không cũng không nói nữa, mà đợi một năm sau nó sẽ len lỏi vào trong cái giải đáp á, người ta mới hiểu được cái thiền tông này. Bởi vì vì thế mà công bố quyền ký ra, người ta cũng không hiểu cái đó là cái gì, thấy không? Mà khi mà trong cái quyển quyền ký á, nói ra là ta nói từng câu thôi, chứ ta không có nói từ, ta nói từ chữ thôi, không phải ghép được. Ai biết ghép được thì mới hiểu được cái đạo Phật này. Vì thế mà cái đạo Phật người ta hiểu được là theo cái chấp vấn như cháo đó, từ từ nó sẽ hiện ra. Bởi vì không chấp vấn thì không có cái thiền tông, không ai biết, thấy không? Thì ta cũng thấy bình thường thôi. Đó, chính bữa nay cháu chấp vấn bác thì bác sẽ nói ra bằng sự thật một phần nhỏ thôi nha, chứ không phải nó hết đâu. Không có dạy dù, không có dạy gì nó thiệt 100% đâu. Cháu hỏi thì cháu ơi, bác sẽ trả lời 1/10 hoặc 1% thôi, chứ không dám nói hết. Nó khó là khó chỗ đó đó. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu cuối cùng ạ. Như vậy, pháp môn thiền tông này có tồn tại được không vậy thưa bác? Ở vậy bác nói rồi, ông Phật nói khi mà cái người mà chịu trách nhiệm công bố ra, qua đời, nó đi theo ổng luôn, theo cái ông công bố luôn. Nó không tồn tại nữa đâu. Nếu mà cái thiền tông mình ở Việt Nam mà nó tồn tại thì duy nhất chỉ không quá 100 chùa. Một quốc gia chiều dài của nó 1,000 mấy trăm cây số, mấy trăm chùa, không có 100 chùa nhầm gì đâu, không? Nó không tồn tại, chùa vật lý không tồn tại nổi. Thiền tông còn sống, chùa vật lý không tồn tại nổi. Vì thế mà thiền tông phải chết để chùa vật lý nó mọc lên. Đó là nguyên tắc nó là vậy. Vì cái chùa thiền tông, cái thiền tông này nó ra đời để nó vớt cái loài người không có mê tín, không có tin sai sự thật, có vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đã thế gian thì làm sao mà gọi là thế ngay được. Mà thế gian thì nó phải là thế gian, chứ thế gian này không có thể gọi là thế ngay được, thấy không? Vì thế mà cái gì mà ngay thật sống trong thế gian không sống được. Vì bác thường thí dụ là chiếc cái bông, cái hoa nó rất đẹp, đem vô dùng bảo nổ sống đâu không? Nó quét mấy cái là tan liền, không thể được. Bởi vì thiền tông không thể nó tồn tại trong cái thế giới vật lý này được, thế giới nhân quả, thế giới kim tiền này được, nó là vậy. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Cháu xin hết câu hỏi ạ, cháu cảm ơn bác ạ. Rồi, cảm ơn con đã hỏi.